xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có rất nhiều nụ hoa, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, cây cần phải phát triển xanh tốt và rễ khỏe mạnh. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi đơn giản để những cây hoa lan khô héo, yếu ớt và rễ đã bị hư, cây sẽ nhanh chóng có được những chiếc rễ khỏe mạnh. Nếu các bạn có một cây hoa lan đã bị khô héo, chúng ta cần phải ngưng tưới nước cho những cây hoa lan này. Khi các bạn ngưng tưới nước sẽ tạo điều kiện giúp cho cây không bị thối. Và chúng ta sẽ cắt ngang đây. Và phần gốc này, tất cả những chiếc rễ đã bị hư hoàn toàn nên các bạn không thể nào phục hồi được. Sau đó hãy làm sạch phần này của cây. Các bạn nên rửa thật sạch những chiếc lá này. Khi bụi bẩn đã được làm sạch thì cây cũng sẽ tăng cường phục hồi, phát triển được nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ lau khô lại. Các bạn chỉ cần dùng 4 tép tỏi. Tỏi giúp cho cây kháng khuẩn khử trùng và được hồi sinh rất nhanh. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn sử dụng thêm mật ong và chúng ta chỉ dùng một thìa nhỏ sẽ rất tuyệt vời cho những cây hoa lan bị mất nước và khô héo. Cho vào 1 lít nước. Các bạn sẽ để sau 12 giờ. Sau 12 giờ, các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Cho thêm vào 1 lít nước. Các bạn sẽ đặt cây hoa lan vào đây và chúng ta hãy cho nước này vào
các bạn cần phải để trong 20 phút. Nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho những cây hoa lan đã bị héo lá và hư rễ. Sau đó các bạn sử dụng nước này để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan yếu ớt sau khi đã phục hồi. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại nấm, côn trùng và giúp cho những cây yếu ớt được phục hồi nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn có thể áp dụng 15 ngày một lần cho những cây hoa lan này. Và các bạn cũng có thể cho vào bình phun. Và chúng ta sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Các bạn nên áp dụng vào buổi sáng sớm. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại côn trùng. Và hãy nhớ phun dưới mặt lá. Nó sẽ khuyến khích các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển được nhanh và bền vững hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta sẽ để cây ở nơi mát thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi rễ đã được khô lại, các bạn có thể trồng lại bình thường. Nhưng cây sẽ phục hồi chậm hơn so với phương pháp đơn giản này. Chỉ cần sử dụng một ly nhựa, đặt những chiếc rễ vào đây. Các bạn cho nước vào. Chỉ cần kiểm tra, cắt bỏ rễ hư và thay nước cho chậu cây. Nước không chạm vào phần gốc này. Dùng nước phun sương hỗ trợ cho lá giữ ẩm 3 ngày một lần. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng và thoáng. Và với cách làm đơn giản này, sau 2 tháng, rễ đã phát triển rất tốt. Những chiếc rễ hoạt động rất hiệu quả trong môi trường trong nước. Và các bạn chỉ cần kiểm tra để cắt bỏ những rễ hư này. Và với phương pháp này, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cây luôn có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Mình có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem để lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất.
và nó sẽ làm cho những chiếc lá bị khô héo, luôn xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Các bạn sẽ thay nước cho cây và hãy chờ cho những chiếc rễ này dài, phát triển tốt hơn. Các bạn sẽ trồng lại cây để cây phát triển được nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Các bạn sẽ thay nước. Và chúng ta không cho quá nhiều nước, chỉ bao nhiêu đây là đủ. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt của các bạn, khi trồng lại, cây sẽ phục hồi rất nhanh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.